Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật nuôi bồ câu Pháp. Về cái đầu tiên á là yêu cầu chuồng nuôi chim bồ câu. Nhất chuồng nuôi chim bồ câu phải thoáng mát, yên tĩnh thì chim mau lớn được. Nếu là nuôi thả tự do thì chuồng nuôi yêu cầu phải được trống trải, có mái che nắng mưa, có ổ cho chim mái để trứng. Nếu mà nuôi chim để sinh sản và khai thác thịt thì cần có chuồng nuôi khác nhau. Và làm chuồng thì nên làm che chẻ ra thành nang, sau đó thành phiên ghép lại. Chuồng nuôi phải có ánh sáng mặt trời khô ráo, thoáng mát sạch sẽ, tránh gió lùa và tránh ồn ào. Thì chúng ta cũng nên chia chuồng thành các ô nhỏ để cho mỗi cặp chim ở. Thì về chiều cao tầm 50cm, chiều sâu 50, chiều rộng 50, mỗi ô chuồng cần có 2 ổ đẻ, trứng và ấp đặt trên. Thì một ổ nuôi con đặt ở dưới. Phía trước ô chúng ta khoét một lỗ to bằng cái miệng bát cơm á, thì để thứ nhất là chim bay ra bay vào. Còn việc thứ hai đó là máng ăn và máng uống cho chim nên dùng bằng gỗ hoặc bằng chất dẻo, không nên bằng làm bằng kim loại, và phải luôn luôn đảm bảo vệ sinh. Thì với chuồng trại mà 50m² á thì chúng ta có thể nuôi được 100 con bồ câu bố mẹ rồi. Thì trong đó có 25m² làm ổ cho bồ câu đẻ ấp, ngoài ra có khu vực bồ câu thịt, khu ăn dưỡng chờ đẻ tiếp. Thì đâu, việc thứ hai đó là cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, nên tạo cho chim có được cái môi trường tự nhiên nè. Chuồng trại thì đẹp, thoáng mát, có đủ ánh sáng mặt trời, có máy cao ráo, yên tĩnh, nhẹ nhàng, tránh gió lùa, mưa ồn ào. Thì chuồng trại mình luôn mình tre gỗ thì chúng ta ghép từng ô, có thể làm nhiều tầng. Cái đó là về chuồng trại. Còn về cái máng ăn á thì chúng ta nên làm dài từ 15cm nhân cho 5cm, rộng sau khoảng 5-10cm, nên đặt ở những vị trí tránh chim ỉ vào, tránh các nguồn gây nhiễm ướt, hạn chế thức ăn rơi vào. Thì cũng có thể dùng mái che bằng tre hoặc là bằng tôn. Về cái máng uống cho đôi chim bố mẹ, đường kính từ 5-6cm nhân với chiều cao từ 8-10cm. Máng uống phải đảm bảo tiện lợi vệ sinh, có thể dùng đồ hộp, lon nước chảy khác, nhưng mà mấy cái đó chúng ta làm được. Đồng thời cái máng đựng thức ăn á thì cần bổ sung. Nuôi nhốt thì nên có các chất khoáng, sỏi, muối ăn. Thì kích thước của máng đựng thức ăn bổ sung như là máng nước nè, gỗ nè, nhựa, không nên làm kim loại. Và cái thứ hai yêu cầu bà con là cái chọn giống. Trong một ổ chim chúng ta cần có một con trống và con mái. Muốn cho chim bố mẹ đẻ nhiều, nuôi con tốt thì phải chọn chim có lông mụn đầy, dày, khỏe mạnh nè, bỏ xé, không có dị tật. Thì chim bồ câu mái có thể trải dài trong năm và đẻ nhiều lứa này lứa kia. Thì khoảng cách giữa hai lứa khoảng từ 40 ngày. Như vậy trong những điều kiện nuôi thả hợp lý á, thì một cặp bồ câu có thể sinh sản ra 12 đến 14 lứa chim bồ câu trong một năm. Thì về con giống á, thì bồ câu Pháp VN1 á, thì chim bồ câu được chọn là giống phải đảm bảo các yêu cầu như là khỏe mạnh nè, lông mượt, không có bệnh tật, dị tật, lanh lợi. Dòng bồ câu Pháp á, thì nó có bộ lông phong phú đa dạng, trắng đốm, xám nâu. Thì tùy theo giống, mỗi giống có một cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Thì để phân biệt trống mái thì con trống nó to hơn, đầu thô, có phản xạ, gù mái, lúc thành thục. Thì khoảng cách giữa hai xương chậu hẹp, con mái thường có khối lượng nhỏ hơn, đầu nhỏ hơn, thanh hơn. Và khoảng cách giữa hai xương chậu rộng. Tuy nhiên lúc bé rất khó phân biệt, nên khi mà chúng ta mua loại từ 5 đến 6 tuổi á, thì người ta mới phân biệt được. Một cặp bồ câu có thể sinh sản trong vòng 5 năm, nhưng sau 3 năm đẻ thì khả năng sinh sản giảm, nên chúng ta cần phải thay đổi chim bố mẹ. Về cái thứ ba là thức ăn cho chim bồ câu. Thì mình khuyên bà con á, cái nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển của chim á, thì thức ăn cho chim có thể dùng cho ngô, này, đậu xanh, thóc, này, một số thức ăn khác, cám nữa. Thì ngoài ra chim có thể tự kiếm ăn những thức ăn trong tự nhiên nếu không nuôi nhốt. Còn nên cho chim ăn vào thời gian quy định, thông thường một ngày cho ăn 2 lần, đó là từ 7 giờ đến 8 giờ sáng và từ 2 giờ đến 3 giờ chiều. Với lại cái thức ăn mà cho chim còn nhỏ là chúng ta nên cho gạo xay trộn. Còn với chim bồ câu đã trưởng thành thì thức ăn chúng ta cho là thóc trộn với ngô, có thể là trộn thêm cám nữa. Thì bồ câu nuôi nhốt chuồng thì rất cần chất khoáng, đặc biệt là muối ăn, do đó phải bổ sung thường xuyên vào các máng ăn riêng cho chim tự do. Và
Đồng thời nước thì cũng rất cần thiết cho chim bồ câu. Trong các loại chim, chim bồ câu là một loại tiêu thụ nhiều nước nhất. Theo thống kê thì một cặp chim bồ câu tiêu thụ trung bình tầm 20ml nước mỗi ngày, có thể tới 300ml một ngày nóng và ít nhất là 150ml vào mùa lạnh. Thì thông thường chim bồ câu thường nhúng mỏ vào nước trong suốt uống, thì đặc biệt chim bồ câu rất tắm nắng, tắm nước. Về cái cuối cùng thì cái phòng bệnh cho chim bồ câu, thì chim bồ câu có sức đề kháng với bệnh dịch khá tốt, nhưng nếu nuôi theo đàn trong một không gian hẹp thì nguy cơ mắc bệnh rất lớn. Muốn cho chim bồ câu khỏe mạnh thì cần có sức đề kháng tốt, thì trước tiên chúng ta cần nuôi dưỡng trong môi trường tốt này, thức ăn được cung cấp đầy đủ. Thì một năm chúng ta nên phát sinh phòng bệnh từ 2 đến 3 lần cho chim, vệ sinh chuồng trại cho chim bồ câu sạch sẽ, nên định kỳ một tháng ta nên dọn dẹp vệ sinh chuồng trại cho chim. Rồi vệ sinh máng ăn máng uống hàng ngày, nên rửa máng uống để tránh cho chim uống nước bẩn, lên men do cặn bã thức ăn trong máng đồng lại. Và đồng thời là hạn chế cho chim lạ vào chuồng để tránh thân chim hướng ra mọi nơi, và phòng tránh chuột mèo chó tấn công chim. Thì về một số loại bệnh thường gặp ở bồ câu như là bệnh két trứng, trứng vỏ mềm, bệnh cầu trùng, bệnh đậu mùa, nói chung là một số bệnh về đường hô hấp nữa, thì chúng ta cần phải theo dõi kỹ. Nếu chim bồ câu bị mắc bệnh đó thì chúng ta nên đến cơ sở hỗ trợ chim. Còn cuối cùng đó là về cái sinh sản. Nếu mà nuôi tốt một con bồ câu mái thì sau 4-5 tháng thì tuổi bắt đầu nó đẻ lứa đầu, thì mỗi lứa đẻ 2 trứng, sau khi ấp khoảng 16-18 ngày sẽ nở. Thì nuôi chim trong chuồng thì tỷ lệ đẻ ấp thì nó đạt từ 90-100%, nhưng khâu chăm sóc nhiều hơn thì sẽ tốn công hơn. Khi mà nuôi thả thì tỷ lệ đạt từ 80% thôi, nhưng có ưu điểm là chim khỏe không bị dịch hại, nên cái nuôi nhốt chuồng và nuôi thả rong thì nó có những điểm ưu điểm như thế. Thì qua đây đó là cái hướng dẫn về cái kỹ thuật nuôi chim bồ câu Pháp tại nhà. Thì bà con vui lòng kênh để mình quay những cái video tiếp theo.